Các bạn thân mến, thời sinh viên có lẽ là khoảng thanh xuân thật đẹp bởi vì lúc đó chúng ta có sức khỏe, thời gian và hơn hết cả là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ cũng chính là cách để người trẻ làm đẹp thêm những kỷ niệm của tuổi thanh xuân. Và ở đó các bạn đã học thêm được những kỹ năng và trải nghiệm như thế nào? Thì ngay sau đây là một vài chia sẻ. Tham gia vào câu lạc bộ báo chí, mình đã được học hỏi thêm những kỹ năng về sử dụng máy ảnh, kỹ năng chụp ảnh sự kiện và chụp ảnh cá nhân. Ngoài khả năng viết lách thì mình còn được cải thiện, được các anh chị đào tạo về mảng truyền thống chụp ảnh. Và ngoài ra còn biết thêm về các kỹ năng về biên bản thiết kế. Mình còn có cải thiện các cái kỹ năng về kỹ năng sống, như là kỹ năng về các cái nút hoặc là kỹ năng sinh tồn. Mình đã học được những kỹ năng liên quan tới đời sống, giúp bản thân trưởng thành hơn và giao lưu với mọi người nhiều hơn. Môi trường câu lạc bộ giúp các bạn trẻ trở nên năng động, tự tin hơn, nâng cao kỹ năng sống và sinh hoạt tập thể, đồng thời còn là niềm vui, sự trải nghiệm và có ích trong việc học tập cũng như là công việc trong tương lai. Câu lạc bộ, điểm hẹn của những bạn trẻ năng động, nơi người trẻ có cơ hội bổ sung kiến thức, kỹ năng, tích lũy vốn sống và kinh nghiệm. Hiện nay, hoạt động của cả câu lạc bộ trường học ngày càng đa dạng, trải đều trên nhiều lĩnh vực, góp phần khai phá tiềm năng của cả bạn trẻ. Tùy vào sở thích, năng khiếu, mỗi sinh viên lựa chọn tham gia một câu lạc bộ thích hợp cho sự phát triển của bản thân. Mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau, tùy vào sở trường của chính mình để người trẻ lựa chọn tham gia cả câu lạc bộ phù hợp. Với cách thức hoạt động sáng tạo, câu lạc bộ báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ Huế đã tạo ra một môi trường sinh động, một sân chơi đầy hứng thú của những người trẻ. Ở đó, sinh viên được trải nghiệm thực tế, tiếp cận với nhiều nền tảng mạng xã hội trong môi trường truyền thông số và hội nhập quốc tế. Ngay từ buổi tham gia đầu tiên thì các bạn thành viên sẽ được tổ chức training các kỹ năng liên quan đến truyền thông báo chí, chẳng hạn như là chụp này, quay này, thiết kế. Ngoài ra thì chạy theo truyền thông hiện tại thì bọn mình cũng cố gắng phát triển thêm những kênh truyền thông khác, ví dụ như là TikTok này hoặc là Instagram. Báo chí sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động vui chơi thú vị, hấp dẫn và đầy ý nghĩa hơn để các bạn thành viên của chúng mình có thể có thêm nhiều kỷ niệm đẹp khi mà nhớ về một thời sinh viên. Sinh hoạt trong câu lạc bộ, các bạn trẻ vừa thỏa sức sáng tạo cùng những người bạn có chung đam mê, phát huy được sở trường vì có môi trường để phát triển. Ngoài ra, câu lạc bộ có những buổi giao lưu, chia sẻ kiến thức, tạo nền tảng về chuyên môn cùng các hoạt động phong phú như trao đổi kỹ năng biên tập, viết kịch bản, bổ sung kiến thức chuyên môn về truyền thông và báo chí. Dành chút thời gian để thư giãn và tham gia một vài hoạt động nào đó ngoài việc học, giúp bạn giảm bớt căng thẳng và đạt được hiệu quả tốt hơn trong học tập. Tại câu lạc bộ báo chí chúng mình, bên cạnh những ban làm về kỹ năng truyền thông thì tụi mình còn có ban tổ chức sự kiện. Ở đây thì chúng mình sẽ chuẩn bị timeline, kịch bản, ý tưởng. Từ đó chúng mình được rèn luyện về tin học văn phòng, lên ý tưởng và thông qua những hoạt động tụi mình có thể gắn kết được mọi người trong câu lạc bộ với nhau. Trước đây thì mình cũng có biết về một số kỹ năng như quay phim, chụp hình. Nhưng mà từ khi vào câu lạc bộ thì cái kỹ năng đó của mình được cải thiện nhiều hơn. Bởi vì mình được tham gia chụp hình trong các sự kiện nổi bật của trường, của đoàn, hội trong khoảng thời gian qua cũng để lại cho mình nhiều cái trải nghiệm và những kỷ niệm đáng nhớ. Và các bạn trong câu lạc bộ cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau, đúng với cái khẩu hiệu của báo chí là đoàn kết ạ. Một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ kỹ năng lửa xanh Trường Đại học Khoa học Huế. Nhận ra sự quan trọng của kỹ năng mềm và nắm bắt xu hướng muốn nâng cao kỹ năng một cách toàn diện, câu lạc bộ đã ra đời. Bằng cách đan xen các nội dung vào những buổi tập huấn hay sinh hoạt mỗi tuần, câu lạc bộ đã tạo ra sân chơi để sinh viên ngày càng hoàn thiện và phát triển bản thân. Đây là một cái sân chơi bổ ích và lành mạnh dành cho các bạn sinh viên. Trong và ngoài trường, câu lạc bộ đã tổ chức các cái buổi sinh hoạt hàng tuần và các cái chương trình lớn thường niên để giúp nâng cao cái kỹ năng cho các bạn một cách toàn diện nhất, như là kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống và các cái kỹ năng cứng như là mod server for mật thư để làm nền tảng cho các bạn
và từ đó các bạn có thể phát triển thêm các cái kỹ năng xã hội khác. Câu lạc bộ là một trong những môi trường giúp sinh viên làm quen và kết bạn nhanh, đặc biệt là với những bạn tân sinh viên. Mỗi thành viên đều có những thế mạnh, phong cách và cá tính riêng. Bạn sẽ được làm quen với nhiều người và xây dựng mối quan hệ, từ đó cải thiện kỹ năng giao tiếp. Các câu lạc bộ không chỉ là cầu nối gắn kết mà còn góp phần đáng kể trong quá trình trưởng thành, phát triển bản thân. Tuổi trẻ đáng nhớ chính là những trải nghiệm mà bạn tích lũy mỗi ngày. Năm tháng đại học sẽ thật đặc biệt khi được sống trong tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, được sinh hoạt và làm việc hết sức với những người bạn có chung đam mê. Và câu lạc bộ là nơi sinh viên được tạo điều kiện, cơ hội để thực hành những điều đã học cũng như phát huy khả năng của bản thân. Qua đó giúp cả bạn trẻ thêm năng động và có với nhau một thanh xuân thật khó quên.